ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. I know we're acting stupid. Kinh khủng. Mọi thứ đó trôi qua trôi qua trôi ra. Các bạn ơi, thấy sau lưng mất không? Cảnh rất là đẹp luôn. Phía sau xa xa kia là vịnh Vĩnh Hy á các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục tham quan. Các bạn cùng đi vô trong đây với Mít nha. Mình cũng không biết cái này là gì hết. Hôm nay thì cái trên đảo á, nó có những cái đổi mới, hình như là những cái dân á, người ta làm nên những cái mô hình này kia để mà chụp hình, như là cái cầu vòng 7 màu ven biển, rồi cái gì trong trống gì á mấy bạn. Wow, cấm đem like cam vào. Trời ơi, không cho bay like cam mấy bạn. Điều đáng tiếc á, là hôm nay trên đảo Bình Hưng á, khu căn cứ quân sự á, cho nên người ta không cho bay like cam, và chỗ hải đăng Hòn Chút á thì không có cho đi vào tham quan như hồi trước nữa. Đây là đường đi đến cầu 7 màu và xích đu tình yêu nè các bạn. 2 nè, 3, 4, 5 nè, 6 nè. Đây, đây là những cái điểm tham quan để chụp hình nè các bạn. Đây là một trong những điểm tham quan mới của Bình Hưng các bạn. Ôi, rất là nhiều cái bậc thang. Ai tới đây cũng phải luyện cho mình là sức khỏe dẻo dai, xong rồi mới đi xuống dưới cầu vòng 7 màu tình yêu. Các bạn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Nước biển trong xanh. Mình sẽ tiếp tục đi xuống phía đây nha các bạn. Đường đi xuống rất là dốc luôn nè mọi người ơi. Đây, mấy bạn thấy nó rất là dốc mà rất là đẹp ha các bạn. Wow, cảnh rất là đẹp luôn. Mệt quá mấy bạn ơi, đi nãy giờ rất là đuối luôn. Bây giờ mình lại tiếp tục đi xuống dưới. Phía dưới có một cái cầu 7 màu để chụp hình sống ảo một số tấm hình. Wow, cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhưng mà đường đi rất là dốc. Ui. Wow, chỗ này có rất là nhiều chỗ để chụp hình sống ảo luôn các bạn. Đây, đây, bên đây là trái tim tình yêu. Đây, mình bước bậc đầu tiên của cái cầu 7 màu. Mình thấy màu vàng và màu xanh. Wow, đẹp ghê. Chỉ cho chị chụp này nha. Sao? Ai coi chừng với mấy đứa. Dạ. Đây, tổ chim tình yêu. Cô quay cơ. Sao con đi xuống dưới xong con lên con thấy sao? Hả? Sao? Mệt lắm hả? Tí nữa ăn mấy tô cơm? Không biết hả? Không có ăn để đi nữa hả? Không. Mệt quá rồi. Đây, mình với lại em Hương nè tiếp tục đi xuống. Đây là cái cầu bảy màu đó các bạn, trong truyền thuyết của các bạn đây. Đó, các bạn thấy không? Nó xung quanh hòn đảo này đã được bao quanh toàn là cầu thôi. Cái dốc của mấy cái cầu này đó, nó cách nhau cái bậc đó, rất là cao luôn mấy bạn. Đây, tầm 2 gang tay mình luôn, cho nên nó gây cái mỏi chân lắm mấy bạn. Đi lên đi xuống á, xong rồi thở hộc luôn. Mình đã đi được một nửa chặng đường rồi. Mấy tay thiết kế ở đây khá là dốc, gây rất là tốn nhiều sức lực cho khách đi tham quan mấy bạn. Mình phải cẩn thận, không thì té. Lời khuyên chân thành cho các bạn đến đây thì nên mang giày nha, mang dép Lào hay là gì thì nó rất là trơn, rất là dễ trượt chân té các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đi đến nơi rồi. Ở dưới đây mát quá mấy bạn, gió thổi ra mát. Cảnh bên đây rất là đẹp, núi, một bên là núi, một bên là biển à. Đây là điểm cuối cùng để mọi người xuống chụp hình sống ảo. Cái này là cổng trời theo kiểu Nhật Bản. Còn bên đây là núi đá. Đây, lúc nãy mất ở trên đó, bây giờ thì mình đang ở đây để mà tham quan cái cổng trời đó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ lại đằng đó chụp một tấm hình để làm kỷ niệm cổng trời ở đảo Bình Hưng. Bây giờ thì mình lại đi ngược lên, sau đó mình sẽ đi qua bên bãi đá trứng. Sau khi chơi ở bãi đá trứng xong á thì có lẽ là sẽ đi ăn trưa. Vậy nha các bạn. Ôi, thật sự rất là mệt nhưng mà đi xuống dưới cũng rất là đáng đó mấy bạn, cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình nói không ra hơi luôn rồi. Mệt quá mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, nếu mà dọc đường á mấy bạn mệt quá có thể ghé đến mấy cái chỗ nó có mấy cái trạm nghỉ như vậy nè để mà ngồi nghỉ giống như mình. Thật sự bây giờ mình hết sức để mà leo lên rồi. A few moments later. Ôi, cuối cùng mình cũng đã leo lên trở lại. Em Hương thật là khỏe. Em Hương đã ngồi kia đợi mình rồi mấy bạn. Em Hương có mệt không? Mệt. Đi xuống thì dễ lên mệt. Phải mang nước theo nha mọi người. Quá mệt luôn, nhưng mà rất đáng để đi xuống tham quan nha mấy bạn. Cảnh rất đẹp. Mấy bạn ơi, vì đoàn mình á, mọi người ai cũng mệt hết trơn rồi, cho nên quyết định sẽ thay đổi. Bây giờ sẽ ra chỗ làng bè để mà nghỉ ngơi, sau đó sẽ ăn trưa ở đó. Rồi chiều thì bọn mình sẽ đi thuyền ra mấy cái bãi á, mình tắm biển ở đó. Còn bãi đá trứng thì chắc ngày mai mình mới ghé được. Mọi người ơi! Bọn mình di chuyển ra tàu để mà đi ra đàn bè để mà ăn trưa đây. sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Đây là bơi truyền thống nè các bạn. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Các bạn ơi, Mít vừa tới homestay Làng Biển. Ở chỗ này á, rất là đặc biệt mấy bạn. Ở ngay dưới chân mình á, sẽ thiết kế nuôi những cái thủy hải sản và cho khách du lịch xem, cũng như là câu cá nè. Rồi mình dùng cái đồ vớt á, mình vớt ốc nè, nhum nè, sò, rất là nhiều cái loại thủy hải sản lên, nên khách du lịch rất là thích luôn. Đây chỗ người ta sẽ vứt những cái con cá chết đi cho những con cá bớp ở dưới đây ăn nè các bạn. Sâm hả? Sâm nấu cháo. Ồ, trong kia đó. Có một cái con cua kìa. Đây sâm nấu cháo con nó mua. Con này giống như con đĩa. Ồ, cái con gì? Nó cũng con đĩa luôn. Hải sâm này bên Nhật Bản ngon lắm đó. Đây là con hải sâm à? Đi nấu súp á. Con hải sâm. Và nó nhút nhút kìa. Con gì á? Giống con đĩa, con hải sâm đúng không? Ôi. Hải sâm hả? Đây là ốc mắt ngọc nè mấy bạn. Con hải sâm à? Hải sâm kỳ vậy. Đây. Ốc mắt ngọc thì chỗ này nó có cái mắt này giống hang ngọc nè. Đây sao mà? Đây. À, cái con này á hả? Ông có ngậu hả Phúc? Hả? Ông có ngậu á. Trông thật là ghê mấy bạn ơi. Đây con có đây. Có mắt. Kìa em nè. Kìa nó giống như con đĩa. Y chang con đĩa. Cái này là thịt cua nè mấy bạn. Mồi câu cá đó. Mà nãy giờ mấy bé này dưới lại chị Nhung chưa có câu được con nào hết trơn. Đây 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 chị. Ráng câu được đi rồi tối mới được đi câu mực nha. No. Sợ. Dính câu rồi mấy bạn ơi. Chắc lấy cái vợt. Trời ơi, càng ngày càng sâu anh ơi, anh ơi. Đây con cá mà nhóc câu được nè các bạn. Đây cũng to lắm nha mấy bạn. Thấy chưa? Trời ơi. Cá gì đây? Cá gì? Con cá gì vậy? Nó nhảy con ơi. Wow. Nó chắc là hơi là nhớt rồi. Đây các bạn, hai. Có ai biết con cá gì không? Comment cho mình biết với nha. Đây, Cần thủ. Cần thủ câu được đây nè, của con nè. Đây mọi người vừa bắt được một con nhum biển này mấy bạn, nó còn nhúc nhích luôn à. Mấy bạn thấy nó màu đỏ đỏ đẹp không? Thôi mà hắn đã có gai á, bọc mọi người nè. Nè, cu nè. Chưa lấy cái tinh trộn này đọc nó đã có gai. Cái loại nó mà trong mọi người đầu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ thả nó trở lại. Xe nhiều cơ kìa. Dạ. Đọc vào mắt là coi như là chụp ra chụp. Cái đó là cơ cấu nó tự bảo vệ nó. Nó giống như con nhím. Dạ. Nó gãy càng người ta. Đây. Nó gãy càng người ta. Cho số này, cho số này. Wow. Cho số này rồi thả ra. Nó lùi lại rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi được rồi. Gãy càng của họ đó. Mấy bạn có thấy mấy đứa mình ở dưới không? À, đây cho mấy bạn coi, đây là con ba ba nè, con ruột gì đó mấy bạn. Nó hết kìa. Trời ơi, hãy xăm to dữ sợ chứ kìa. Con cá mập hả? Con rùa, con ba ba. Con rùa biển. Con cá tụ, con cá dài dài là con cá gì? Ôi mẹ ơi, con thấy cái câu này trắng sao. Đẹp chưa? Rồi, rất là đẹp luôn. Nhạc ra sàn giật giật. Wow, cảnh ở đây rất là đẹp. Hôm nay thì trời cũng rất là mát mẻ các bạn. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà đi tham quan nhiều về cái nơi đẹp ở trên đảo hơn. Vậy nha các bạn, bây giờ mời các bạn cùng ăn trưa với lại đoàn của mình nha. Các bạn ai dĩa không? 13 dĩa. Đây. Cái này là gỏi ha. Cho cá với gỏi cá. 6 người trước đi. Rồi đưa thêm dĩa về vô luôn cho 2 dĩa. Tâm anh để vào đó, Tâm để vào đó. Mắm có đó mẹ. Có chị. Chấm hải sản. Đây là ốc hấp xả ha. Đúng rồi. Rồi cơm chiên này mấy bạn. Trời ơi. Rất là thơm ngon luôn. Đây là con vẹt xanh đó mấy bạn. Cái này là mình đang làm món gì vậy? Đây là chị đầu bếp của làng biển Thanh Tây. Mình làm ở đây được bao nhiêu năm rồi chị? À. Muối xanh, còn cái này là nước mắm. Nó ngọt, rất là keo luôn đó các bạn. Wow. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Cá bớp kho ngon lắm à. Cá bớp kho tỏi. Chả rem, tôm đất nè, cơm nè, ốc rồi gỏi nè. Đúng rồi. Bây giờ là cao. Đây là con ốc mắt ngọc nè mấy bạn. Gọi là con ốc mắt ngọc bởi vì cái chỗ này nè, nó giống như là cái con mắt của nó đó, nhưng cái hình viên ngọc á. Và mình đã bóc ra được luôn. Cái phần đuôi ốc á nó hơi nhẫn nhẫn, còn phần đầu á thì nó giòn sực sực, rất là ngon. Các bạn ơi, mấy bạn mà gặp trường hợp khó xử khi mấy bạn không có mở được cái con ốc mặt trăng này nè, con ốc mắt ngọc á, thì các bạn đập nó xuống, đập xuống vậy nè, đó, đập mạnh thì nó sẽ ra thôi các bạn. Trong cái thân mình có giống mình ốc luôn. Để bỏ cái luộc màu xanh đi, luộc màu xanh đắng lắm á mẹ. Vậy hả? Đây món mới, dạ thêm tôm đó. Không đi chơi. Trong cái chả ram này nè, mình thấy có thịt tôm nè, rồi có cà rốt nè, với lại một ít thịt xay nữa. Đây là bánh tráng ở đây dùng để ăn chả ram nè mấy bạn. Cái bánh tráng rất là dày luôn nha. Mình sẽ cho cái chả ram với rau vào. Mình sẽ cho rau nè, rồi cho cái chả ram vào, cho một ít rau thơm nữa, sau đó mình sẽ cuốn lại. Nó không có được mềm mấy bạn ơi, nó rớt ra, phải ngâm nước chắc khoảng 2 phút sau đó mình mới ăn được đó, chứ còn nhúng như bình thường á thì không có ăn được. Đây, chấm với lại nước mắm. Giòn ngon, đúng là rất là lạ. Lại thêm món mới, đây là miệng xanh mỡ hành, và rất là thơm luôn mấy bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít nước xanh. Mời các bạn nha. Không ngon quá. Mình phải trộn đều lên xong rồi mới ăn nha. Cô bé hả? Nói về ơi, xem không có ngọt, không có tầm nha mọi người. Đây là cá cống nha mọi người. Thì nó trong veo luôn. Thì có gì ạ? Thì con cá mai luôn, cá mai. Nhưng con cá này gọi là con cá cơm hả? Con cá mai đó chị. Cá mai hả? Thịt răng quá. Wow, đây là cá bớp kho tộ nè các bạn. Cá bớp kho, kho tộ, kho tùng. Rất là thơm ngon luôn. Đây là cá bớp kho tộ nè các bạn. Thơm quá. Thịt rất ngon. Cái phần da của nó thịt sực. Ngon quá mấy bạn ơi. Mượn cái tố nước ra đây. Cái tố nước đúng này, cho đầy ra cho đây. Đúng là đi biển, cái gì cũng tươi sống rất là ngon. Sao? Không ấy. Hai bếp này ăn trước đi. Còn cái bếp này đầu tươi cá bớp này để nó ăn xong. Nhá. Để nó đầu đi rồi. Ở đây á, người ta kho cá không có kho mặn các bạn, nó cứ lạt lạt thôi, nhưng mà ăn với cơm rất là ngon luôn. Cá này là cá bớp kho, lần đầu tiên mình ăn cá bớp kho rất là ngon luôn nha. Thịt cá tươi lắm, nó dai mà nó ngọt thịt nữa. Còn mình mua ở trong siêu thị về thì nó không có được tươi như vậy nữa. Ăn thêm có một chút hành lá nữa, nó rất là thơm luôn. Hành kia hả? Trứng cá, bao tử, ai ăn bao tử nè, đây. trang phục gì. Các bạn ơi, đây là chén lẩu của mình. Đây có cá với lại rau. Mình rất là no luôn rồi cho nên mình không có ăn với bún nữa. Trong một cái lẩu có rất là nhiều cá luôn mấy bạn. Đây là rau ở trên đây cho cái dĩa rất là nhỏ nhưng mà cá thì rất là nhiều mấy bạn. Cái lẩu ở đây nấu giống kiểu là canh ngót thôi dưới mình đó. Nước cái mùi nó cũng giống kiểu như vậy mấy bạn. Nó không thật sự là đậm đà hay gì nhưng mà cá là rất là nhiều với lại rất là tươi luôn. Đây là cái gan cá này các bạn. Mình sẽ chấm. Nó bùi bùi, rất là ngon nha. Nãy giờ ngồi ăn rất là no luôn mấy bạn ơi. Ở đây thì có rất là nhiều đoàn cho nên nó hơi là ồn, mấy bạn thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ ngồi ở đây ăn uống và nghỉ ngơi một tí, sau đó sẽ quay trở lại đảo. Cảm ơn các bạn đã xem video mất tới giờ phút này. Các bạn nào thấy video hấp dẫn thì đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh Mit Tung Tăng của Mit nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chiều nay. Chiều nay thì Mit sẽ đi ngắm san hô, sau đó sẽ ghé bãi Chà Là để mà tắm biển. Sau đó có thể là sẽ đi câu mực nếu mà trời quen mây tạnh nè. Vậy nha các bạn.